chỉ có mình cháu Tiến Khang đi thôi, nhưng mà giờ nó phận làm trai là bắt buộc nó phải đi hoàn thành xong rồi về để nó còn lo cho gia đình này kia cho năm ra bây giờ, nên chị động viên cháu đi. Nhưng mà ba mẹ coi như là mà hai đêm liền không ngủ, cứ cháu nó đi lên quận rồi là cứ ở nhà không ngủ được, buồn lắm. Đó là cảm xúc của một người mẹ trước giờ tiễn con lên đường tổng quân. Chứng kiến con em mang trên người bộ quân phục lính, nhiều phụ huynh cảm thấy đầy tự hào, xen lẫn với những giọt nước mắt nghẹn ngào. Một phần cũng có cái phần vinh dự của con đi như vậy, nhưng mà mẹ thì thật sự thấy con đi mà bao nhiêu năm trong vòng tay mẹ, giờ ra tự lập thấy rất là thương. Nhưng mà mình cũng động viên cháu là đi để cho hoàn thành, đi về rồi là nó sẽ có cái chững chạc hơn, mạnh mẽ hơn, thì có thể cuộc sống của nó sẽ tốt hơn, rồi nó sẽ biết yêu thương và quan trọng cái cuộc sống của nó, và quan tâm tất cả mọi người. Sáng 27 tháng 2, hơn 4.900 thanh niên tại thành phố Hồ Chí Minh đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, mang theo tinh thần nhiệt huyết, khát vọng cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại khuôn viên trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận 10 tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Đây là điểm giao quân điểm của thành phố Hồ Chí Minh. Em học chuyên ngành về lập trình web, em vẫn cố gắng tham gia nghĩa vụ quân sự để hoàn thành cái mục tiêu bản thân trong năm 2024. Em mong muốn là vào trong đấy sẽ rèn luyện sức khỏe thật tốt, thực hiện nhiệm vụ hoàn thành tiêu giao để sớm trở về. Trước khi lên đường nhập ngũ thì tất nhiên là sẽ có đôi chút bỡ ngỡ khi mà lần đầu tham gia cái việc mà lên đường thì nghĩa vụ quân sự này, nhưng mà trong cái sự bỡ ngỡ đó thì vẫn có một cái sự hào hứng. Mục tiêu ai cũng sẽ muốn là để đi qua cái việc nghĩa vụ quân sự này thì thứ nhất sẽ vẫn luôn là cải thiện bản thân mình hơn để có một cái nền nếp tốt hơn, hay là học được những cái thói quen nền nếp của quân ngũ. Năm nay tổng lệnh gọi quân nhập ngũ chính thức của thành phố Hồ Chí Minh là 3.956 công dân, gồm 3.950 nam và 6 nữ. Dự phòng là 194 người. Trong các công dân nhập ngũ năm nay có 108 đảng viên chính thức là 90 người. Công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp là 1.924 người, đạt gần 49% chỉ tiêu. Nhiều tân binh đang là sinh viên năm 2, năm 3, nhưng khi biết có cơ hội được vào quân đội, họ đã sẵn sàng tạm gác việc học để lên đường tổng quân.